Tại sao lá cây có màu xanh? Động vật ăn cỏ hoặc ăn thịt của những loài khác hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn để nuôi cơ thể. Nếu thực vật không ăn thì duy trì sự sống bằng cách nào? Cây cối chuyển hóa các chất dinh dưỡng chủ yếu nhờ vào chính những chiếc lá của mình. Có thể coi những chiếc lá này chính là những xưởng chuyển hóa thức ăn cho cây. Công nhân vận hành xưởng là các hạt màu xanh li ti mang tên diệp lục. Lá có màu xanh chính bởi trong lá có chứa vô vàn hạt diệp lục này. Diệp lục hấp thu ánh sáng mặt trời, tổng hợp thành chất dinh dưỡng cho cây và tạo ra cả oxy. Quá trình này gọi là quang hợp. Để tạo ra thật nhiều chất dinh dưỡng, cây sẽ xòe tán lá rộng ra và hướng về phía mặt trời để tiếp nhận thật nhiều ánh sáng.